Nào ôn tập. Em nhìn thấy cái đề của lớp 12 nên người ta cho ôn lại 11 thì cũng rất đơn giản, gần như chỉ là tính toán thôi. Đây lại có tiếp xúc này. Đấy. Tính lực vân vân này. Thứ nhất, có mấy cách nhiễm điện cho một vật? Tiếp xúc, ma sát, hưởng ứng à? Đúng không? Tiếp xúc, ma sát, hưởng ứng. Tiếp xúc cả ma sát là có sự va chạm và nó làm thay đổi điện tích. Còn hưởng ứng thì không làm thay đổi điện tích mà chỉ là gì? Phân bố lại các điện tích trên vật mà thôi. Ta có một vật mang điện dương đặt gần một vật không mang điện, thì vì vật này mang điện dương, nó sẽ hút các điện tích âm của vật bên trái này chạy về đầu nó và đẩy các điện tích dương sang bên kia. Thì cái bút này nghiễm nhiên trở thành một vật mang điện vì nó có đầu âm, đầu dương đúng không? Thì đấy gọi là nhiễm điện hưởng ứng. Nó chỉ làm thay đổi sự sắp xếp mà không làm thay đổi điện tích. Còn ma sát cả tiếp xúc thì sao? Đương nhiên là điện tích phải thay đổi rồi. Đúng chưa? Tiếp tục. Có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm. Nguyên nhân là do nó nhận thêm hoặc mất đi electron chứ không có chuyện mất đi proton đâu nhá. Chỉ có thể nhận thêm e là âm mà mất đi e là dương. Khi người ta mài thanh nhựa vào một miếng vải chẳng hạn thì thanh nhựa sẽ mang điện tích âm. Khi mài cái đũa thủy tinh thì đũa thủy tinh mang điện tích dương. Nhà thí nghiệm người ta chứng minh cái đấy rồi, người ta nhớ thế thôi. Bắt đầu chữa luôn. Eponit chính là một thanh nhựa thôi. Vào miếng dạ thanh tích điện âm vì sao? Tích điện âm là nó nhận thêm electron đúng không? E chuyển từ dạ sang thanh eponit đúng chưa? Còn mấy cái loại proton này là lừa nhau hết này. Tiếp tục này, hạt bụi trong không khí mỗi hạt chứa, ta có công thức tính điện tích Q bằng gì? Q bằng N nhân với E. E là điện tích của một hạt là 1,6 nhân 10 mũ trừ 19. Phải lấy điện tích một hạt nhân với số hạt thì mới ra được Q. Bấm máy hộ cái. 5 nhân 1,6 8 đúng không? 8 nhân 10 mũ trừ mấy? Trừ 11. Điện tích phải là âm. Đúng chưa? Vì E là trừ 19 mà. Xong nhá, biết Q này. Mỗi hạt chứa này, lực đẩy tính điện giữa hai hạt, lực đẩy F này. 9 nhân 10 mũ 9. Vì mỗi hạt đều mang điện tích như này đúng không? Thì Q1 nhân Q2 có phải bằng 8 bình là 64 không? Nhân 10 mũ trừ 22 không? Tất cả chia R bình. R là 2 nhân 10 mũ trừ 2. Em phải đổi sang mét. Bình phương lên là 4 nhân 10 mũ trừ 4. Đúng chưa? Tất cả đều là 1,44 rồi thì đừng quan tâm nữa, chỉ quan tâm cái mũ thôi. Trừ 22 với trừ 4 là còn mấy? Trừ 18, trừ 18 với 9 là còn trừ 9. Đúng không? Như vậy 10 mũ trừ 9. Thế ở đây ta có này 64 thì tương đương với 10 mũ 2 đúng không? Thì còn 10 mũ trừ 7. C. 9 chia 4 là lớn 1 mà. Khoảng 2, mấy đấy còn gì đúng không? 2, mấy mà nhân thêm 64 nó khoảng hơn 100 không? Hơn 100 thì ở đây đáp án toàn 1, chứ phải là bỏ đi 2 số 0 nữa không? Thì trừ 9 xuống 2 số 0 còn trừ 7 chưa? Xong đáp án luôn. Thì như vậy là những cái câu như này thì mọi người cố gắng mà làm còn gì nữa đúng không? Nó chỉ là thay công thức thôi. Hiểu chưa? Đấy, đi thi đại học cũng thế mà. Tiếp tục này. Hai điểm đứng yên 400m là F, nếu để cách nhau 1 thì lực tương tác nhà. Khoảng cách thì tỷ lệ hay lực tỷ lệ với gì? Bình phương khoảng cách, nhưng mà phải là tỷ lệ nghịch đúng không? Được chưa? Vì R bình ở mẫu mà. Thế ở đây ta đang có là 4 thì là F, mà khi giảm 1 thì giảm đi mấy lần? Giảm đi 4 lần thì nó tỷ lệ nghịch thì lực phải tăng đi 16 lần đúng không? Đúng chưa? Thì phải là 16F chưa? Có hiểu không? Lực tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Thì khoảng cách giảm 4 thì lực phải tăng 4 bình là 16. Đúng chưa? Như vậy cho được luôn 16F. Cho lực này, khi đưa ra xa thêm 2 thì lực là khoảng cách ban đầu giữa chúng là. Như vậy ta phải viết biểu thức gì? 2 nhân 10 mũ trừ 6 bằng KQ1 Q2 chia R bình R1 đi. Một cái nữa là 5 nhân 10 mũ trừ 7 bằng KQ1 Q2 chia cho. Đưa ra xa là phải cộng thêm 2 đơn vị đúng không? Chỗ này đang vướng chữ này. R1 cộng với 0,02 tất cả bình. Đưa ra xa mà. Em lập tỷ số phát là ra được R1 chưa? Hay nói cách khác, ta lấy hai thằng này chia nhau nhá. Lấy bên trái chia bên phải, ta được này 2/5. Đây là 10 mũ trừ 7 à? Thì đây là 20/5.
bằng R1 cộng 0,02 tất cả bình chia cho R1 bình. Được chưa? Từ đây tìm được R1 chưa? Biết R1 rồi tự chọn đáp án nhá. Có nhầm được không? Sao? F tỷ lệ với bình phương cách tỷ lệ nghịch. Thì R giảm thì F phải tăng đúng không? Thì F tăng thì ban đầu là F thì tăng lên phải thành 16F chứ. Chỗ này được chưa? Tự giải nhá. Tương thấy cái số đây là 4 này, căn là 2 này. 2 0,02 2 cm luôn. B. Tập trung mà nghe đi. Chỗ nào không hiểu về xem video. Tiếp nhá. Chưa mấy câu bắt đầu các câu dưới dễ dễ là anh bỏ dần đấy. Hai quả cầu 8 cả âm 2 cho tiếp xúc với nhau. Khi tiếp xúc thì công thức tiếp xúc mình vừa có kia kìa. Q sẽ bằng Q1 cộng Q2 trên 2 đúng không? Lấy 8 trừ 2 còn 6 chia hàng 3 thì mỗi điện tích đều là dương 3. Thì ta có lực luôn này. F bằng 9 nhân 10 mũ 9 nhân với 3 bình nhân với 10 mũ trừ 6 bình là 10 mũ trừ 12 chia cho 0,1 bình. Đúng không? Bằng 9981 chắc chắn là 81 rồi hoặc 8,1 rồi. Đúng chưa? Mà 81 nhân 10 mũ trừ 5 thì lực này quá bé. Trừ 12 ở đây mà chỉ còn 8,1 thôi. Đấy, chẳng cần bấm máy. Hiểu chưa? Nhìn đi. Đấy là bài toán tiếp xúc. Tiếp này. Câu 7 nhá. Bỏ cách đấy. Một quả cầu có điện tích Q thừa hay thiếu bao nhiêu electron so với số proton để quả cầu trung hòa? Thứ nhất, đây là điện tích dương. Điện tích dương thì phải là gì? Thiếu E. Đúng không? Chứ không có chuyện thừa E được. Như vậy chắc chắn phải là thiếu. Thiếu bao nhiêu? Q bằng N nhân E đúng không? Thì suy ra N bằng Q trên E. Em lấy số này chia cho 1,9 nhân 10 mũ trừ 19. 1,6 chứ. Nhân 10 trừ 19. Bấm máy hộ cái. 19 nữa trừ 7 là 12 rồi. Chắc chắn là ông này rồi. Đúng không? Thiếu 4 nhân 10 mũ 12. Xong chưa? Là ông tạo ông kia được chưa? Ngồi mà ngáp. Tiếp tục câu 8. Điện thế tại điểm M. Điện thế là V đúng không? V bằng, cái V bằng là cái chỗ anh chép ở phía trên kìa. Mọi người mở lại nhìn công thức đi. V bằng gì? U ít gì ở đây? V kép trên gì? Trên Q. V kép đây 3,2 đúng không? Âm 3,2 nhân 10 mũ trừ 19 mà chia cho Q bằng âm 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 bằng 2V. 3,2 chia 1,6 trừ 2 chỉ có thuộc công thức rồi. Được chưa? Mà không thuộc là lỗi của mình. Tiếp đi. Đây rồi, lại câu 10 này. Mấy cái chương này đề thi rất củ chuối là gì? Nó không thi tập trung vào phần nào cả. Mỗi chương đi thi thật của bọn em ý, mỗi chương một câu, toàn bộ sách lớp 11 nhá. Cứ mỗi chương thi một câu, mà một chương thì từng kia công thức. Hỏi thế mới chết. Bỏ chương nào cũng đi mà. Mà nhưng mà nếu có học hết chỉ được một câu thôi. Mà đứa nào biết là mình dám bỏ câu nào không? Chẳng may học vào cả chương, bỏ một hai chương khó học chương này nhá. Vào câu mình không làm được sẽ thành bỏ tiếp. Câu 10 này. M là điểm tại đó lực tổng hợp tác dụng lên điện tích bằng 0. Đây là bài toán cân bằng đúng không? Bài toán cân bằng công thức rồi. Điện tích gì đây? Cùng dấu. Cùng dấu đặt ở đâu? Đặt bên trong. Ta có Q1 trên Q2 bằng R2 bình trên R1 bình. Đúng không? Thế R1 bằng gì? 0,12 trừ R2 tất cả bình. Vì nó đặt bên trong mà. Q1, Q2 biết chưa? 1 phần 4. Thay số luôn nhá. 1 phần 4. Căn đa phát là ra chưa? Ai giải hộ cái nhầm hộ cái 2. 2 quy đồng lên là 3. 0,12 chia 3, 4. Ra R2 bằng 4. Yên, từ từ. Cẩn thận này phải chọn 8. M cách Q1. Thế thì phải chọn 8. Vì ta đang tính R2 bằng 4 mà đúng không? Thì R cách Q1 phải là R1. Thì R1 phải bằng 12 trừ 4 bằng 8 cm. Có hiểu không? Căn ra đây là 1 phần 2 không?
Quy đồng lên là 2R2 bằng 0,12 trừ R2 chẳng chuyển sang là 3R2 bằng 0,12 à? R2 bằng 4. Đừng có đánh trị tuyệt đối nhá, vì khoảng cách thì không âm. Nhưng ông tại sao không phải trị tuyệt đối, chết mệt. Ok chưa? Quý sư tú. Ngẩng cái đầu lên mà nghe đi, viết cái gì nhiều. Làm gì có ông nào có đề đâu mà đòi viết. Tiếp đi, sang trang thử nhá. Chữa chơi chơi thôi. Đây rồi, lại vẫn là bài toán tổng hợp lực này. Đấy. Còn 13 trước đi nó dễ trước thì nhắc cái E đã. F bằng QE đúng không? Thì E bằng F trên Q. E bằng F trên Q. Được chưa? E thì không bao giờ cái loại 10 mũ trừ để vứt đi luôn này. 3 ông này 10 mũ 4 là ok rồi này. Thì F bằng bao nhiêu đây? 3 nhân 10 mũ trừ 3 chia cho Q bằng 10 mũ trừ 7 à? Bằng 3 nhân 10 mũ 4 B luôn. Đơn vị vôn trên mét. Thì bỏ phí những câu này thì tiếc nữa. Hay mỗi công thức mà. Cường độ điện trường tổng hợp tại trung điểm M của AB. Nào nhìn nhá. A là âm, B là dương. Trung điểm M đây. Cường độ điện trường là E. Âm thì hút về. Như vậy đây là EA. Dương thì đẩy ra xa. EB. Thế thì E tại điểm M có phải bằng EA cộng EB không? Được chưa? Vậy ta có M bằng EA cộng EB thì em phải tính thôi đúng không? Công thức gì? KQ1 trên 20 bình chính là 0,2 bình đúng không? Cộng KQ2 trên cũng 0,2 bình đúng không? Tự mọi người thay số nhá vì chỗ nó chật. Đúng không? K là 9 nhân 10 mũ 9. Được chưa? Q1 cho rồi, Q2 cho rồi, thay số vào. Nhẩm luôn nội cái đi. Q1, Q2 lại còn bằng nhau nữa kìa. Thì hai lực lại bằng nhau, tính một cái thôi. À, 0,2 bình là thành 4 nhân 10 mũ trừ 2 là 100 chia 4 là 25 đúng không? 25 mà nhân với 9. 25 nhân 9 trong nhân đôi là 50 nhân 9, 45. Chắc chắn phải 4,5 rồi. Một trong hai đáp án A hoặc D. Một trong hai đáp án A, D thôi. D thì được chưa? Hiểu không? Toán tốt vào thì nhẩm được nhanh thôi. Tiếp này. 17 đi, 60, 80, 100 biết ngay là tam giác vuông rồi. Chắc hết chỗ phải viết ra tờ giấy thôi. Câu 17 nhá. Hai điểm AB là 100 này. Một thằng âm. A đây, một thằng dương. B. Cường độ tại điểm N cách A 60 và cách B 80. 60, 80 thì phải vuông không? Âm hút vào không? Đây là EA. B hướng ra không? Đây là EB. Còn đây là E tại A, à EC. Có phải là nó là tam giác vuông như vừa rồi không? Em tính EA, EB trong căn của EA bình cộng EB bình không? Đúng chưa? Đấy, tất cả những cái gì vừa dạy công thức lại thì nó thi thế thôi. Tự tính nhá. Chẳng thấy có gì để mà hỏi. Thử câu 21 đi xem nào. Đọc đề đi. E biết, D biết, A biết, ta có công thức gì? Tính độ lớn điện tích à? A bằng QED. Ủa thì cho hết bài rồi còn đâu nữa. Từ đây ra Q đúng không? A trên E trên D. Tự thay số. 15 mà chia cho mấy? Chia cho 5 bằng 3, chắc chắn là số 3 rồi. Ông này rồi đúng không? Đơn vị kệ nó đi. Tiếp nhá, câu 23 này. Đấy. Nhìn thấy có vận tốc đúng không? Có vận tốc phải là công thức gì? V kép D2 trừ V kép D1 đấy đúng không? Được chưa? Đây là vận tốc ban đầu. Dừng lại thì vận tốc bằng 0 đúng không? Thì V kép D2 phải bằng 0 chưa? 0 trừ đi MV1 bình trên 2 bằng A. A lại bằng gì? QED. QED. Từ đây tính được gì? Tính được E chưa? Vì sao?
đi thi bọn em cũng đã chết câu này đấy. Thứ nhất, khối lượng electron đề không cho nhưng em phải thuộc 9,1 x 10 mũ trừ 31 kg. Thứ hai là Q của E là âm 1,6 x 10 mũ trừ 19. V1 thì đề cho rồi. D là 1 cm đổi sang mét thì tính được E chưa? Như vậy là bọn em phải thuộc cái M và cái Q này. Đúng không? Đó, còn đâu tự bấm máy. Hiểu chưa? Chẳng khó. Đúng không? Chẳng khó. Kiến thức đơn giản mà. Vấn đề mọi người không thuộc. Lớp 11 mà cho làm bài này thì dễ. Nhưng tiếc là mình lại lớp 12 rồi. Đúng không? Nào các thanh niên Việt 3 hỏi không? Xong chương 1 rồi đấy. À thấy câu 18 hay 2. Xong chưa? 18 này. Một điện tích chuyển động trong điện trường theo đường cong kín gọi công của lực điện trong chuyển động đó là, cho bốn cái đáp án nhìn đau hết cả mắt. À không luôn. Công của lực điện trường không phụ thuộc vào dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối. Nó đi kiểu gì thì đi, mà đi về thành một vòng kín ý, thì công luôn bằng không. Còn cho mấy dương âm kia là lừa nhau hết. Được chưa? Đi theo một đường cong kín là luôn bằng không. Đi kiểu gì cũng được. Cứ biết là điểm đầu điểm cuối trùng nhau được bằng không. Nhớ nhá. Nên không cẩn thận là ăn quả lừa vớ vẩn. Có hỏi được không này? Hôm nay ta chuyển sang chương 2 này. Chương 2 dòng điện này phải một loạt công thức tiếp theo này. Đâu mấy thanh niên Việt 3, cái đề cương của mình này, yêu cầu chữ con gì nữa không? Nào thanh niên Huy, có ai yêu cầu chữ con gì không? 26 câu anh chữa tương đối rồi, phải gần nửa rồi. Nhìn đi, có ai yêu cầu không? Mấy ông Việt 3 rồi. Không là thôi đấy. Từng đấy bài toán này. Chưa thấy bài toán dây treo đâu. Chưa thấy dây treo tôi cũng chữa luôn rồi. Tìm mãi chưa thấy dây treo. Ok nhá.